Xin cảm ơn ban giải đáp. Câu hỏi số 37 của anh Châu Văn Hòa ở Cà Mau. Tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn mà chẳng nhập Niết Bàn? Ta thường ở cõi ta bà này nói Pháp, giáo hóa cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha, a tăng kỳ. Cõi nước khác dẫn dắt lợi ích chúng sanh. Ý Đức Phật muốn dạy gì cho thế giới loài người đời mạt thượng Pháp? Và ý Đức Phật nhập Niết Bàn mà chẳng nhập Niết Bàn là ý gì ạ? Tôi là Thiền gia Hoàng Hiệp, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi 37 của Phật gia Châu Văn Hòa và các bạn đồng tu Thiền Tông ở Cà Mau. Đức Phật nói, Như Lai nhập Niết Bàn mà không phải nhập Niết Bàn là có ý nghĩa như sau. Nhập Niết Bàn thanh tịnh có nghĩa là vào trong Phật giới, thành Phật xong, liền tái nhập ta bà, vào sống ở tầng bình lưu của trái đất, chờ đợi và theo dõi đạo của Như Lai, luân chuyển ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này và hướng dẫn đạo của Như Lai theo dòng Thiền Tông. Khi nào trái đất này bị loài người hủy diệt trở thành đồ đá thì Như Lai mới trở về hẳn Phật giới, không ở tầng bình lưu trái đất này nữa. Xin mời anh hỏi tiếp.